Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Thu Văn Sai, là kênh chia sẻ cùng nhau phát triển. Chúc các bạn yêu một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe. Tiếp tục chương trình Ký Sự Văn Sai hôm nay ngày 23 tháng 12 2020, năm Thu quay trở lại vườn kiển Trung Hậu tọa lạc tại phường Tân Thế Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh để chia sẻ với các bạn lô hàng nhà vườn muốn giao lưu. Các bạn thân mến thì năm Thu chỉ làm clip chia sẻ không tham gia mua bán, mọi liên lạc giao dịch. Các bạn vui lòng gọi cho anh Hậu theo số điện thoại là 0932 696279 các bạn ha. Và bây giờ xin mời các bạn chúng ta gặp những chàng Hậu quen thuộc của vườn kiển Trung Hậu để Hậu báo giá cho các bạn không. Rồi, chào Hậu. Rồi, em xin chào anh Năm nha anh Năm. Chào tất cả cái này mình hết nha. Hôm nay mình sẽ báo giá lại một những cây mai chứng thủy với lại hàng của mình Linh Sam. Quyệt quế chắc ba giống à. Nói chung là cái tầm trung hả? Tầm trung trung á, thì thứ tư hàng tuần á thì mình hay lên cái hàng tầm trung trung này á anh Năm. Trung Giờ mình nói lại cái địa chỉ với cách thức mình mình bán hàng á anh Năm. Rồi, trước khi chào hàng sản phẩm mình nhắc lại cái cách thức bán hàng và cái địa chỉ số điện thoại của mình đi anh. Rồi, cái địa chỉ mình á là nằm trên đường A33 Dương Thị 10, phường Tân Thế Hiệp, quận 12. Số điện thoại của mình là 0932 696 239. Hình thức mình mua bán mình nói vậy cho anh em mình hiểu không? Tức là báo giá tại vườn, không bao ship. Anh em nào mua trên 3 cây trở lên á thì mình sẽ bao ship, hoàn toàn miễn phí ship cho anh em mình hết. Rồi. Còn anh em nào chốt cây nào rồi á thì chuyển khoản cho mình trước 50%. Còn 50% á là bên ship nó sẽ thu hộ về cho mình. Rồi, ok. Chỉ có vậy thôi hết Năm. Rồi, anh Hậu cũng đã chia sẻ với các bạn cái những cái điều cần thiết, những số thông tin để chúng ta tiến hành khi mà cần mua cây để chúng ta biết, để chúng ta giao dịch các bạn ha. Và bây giờ không mất thời gian cô bác anh chị, chúng ta bắt đầu làm việc Hậu ơi. Rồi, các bạn giờ lưu ý, mình nói lại cây lô hàng được chào giá vào ngày 23 tháng 12. Cây số 1 là cây mai chứng thủy. Lá lớn da đen luôn nha anh em, nu nàng vàng nha anh em. Nu da đen lá lớn. Da đen. Rồi, dòng đế của nó là 67. Dòng neo của nó là 24. Tán rộng của nó là 66. Chiều cao của nó là 48. Rồi, quan trọng cho anh em mình coi ha. Rồi, cây số 1 là chào giá là 3 triệu rưỡi nha anh em. Cây số 1 là chào giá là 3 triệu rưỡi. Rồi, xin mời em ký tiếp. Này, cái số 2. Hình như là cái mặt hàng mai chứng thủy là cái mặt hàng truyền thống của vườn mình hả? Cái vườn mình chắc mà mai chứng thủy là chắc nhiều nhất quá anh Năm ơi. Cái vườn mình quầy bia ra chứ có mai chứng thủy thôi. Quầy bia còn mai chứng thủy. Không à. Rồi, giờ đo luôn dòng đế cái này luôn nha. Cái này cũng lá lớn, nu da đen luôn nha anh em. Rồi. Dòng đế nó là 74. Dòng eo của nó là 23. Tán rộng của nó là 53. Chiều cao của nó là 38. Rồi, quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Rồi, chào giá là 3 triệu nha anh em. Rồi, ok, để chào giá là 3 triệu. Rồi, mang mã số 2. Rồi, 3 triệu. Rồi, tiếp tục. Rồi, số 3. Cũng là cây mai chứng thủy luôn nha anh em. Mai chứng thủy, lá lớn. Lá lớn luôn. Da đen, nuôi da đen. Nuôi da đen luôn. Rồi, dòng eo của nó là 29. Tán rộng của nó là 54. Chiều cao của nó là 36. Rồi, quay vòng cho anh em mình coi nha. Cái này vô, vô trồng nhỏ lại là ok rồi hả Năm? Đúng rồi, này sạc đế lại. Ừ, sạc đế vô trồng nhỏ lại. Đây là cái chậu lớn này để nuôi. Lớn này nuôi. Để dùng để nuôi, thành ra mình dùng rồi. Cái chậu lớn. Chào giá là 2 triệu 7 nha anh em. 2 triệu 7 các bạn. Mang mã số 3.
Rồi, tới luôn là mã số 4. Số 4 cũng là mã chú thủy. Mã chú thủy luôn. Lá lớn luôn. Lá lớn luôn chưa đen luôn. Rồi. Dòng đế của nó là 69. Dòng eo của nó là 19. Tán rộng của nó là 60. Chiều cao của nó là 52. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Rồi chào giá là 4 triệu nha anh em. Mang mã số 4 thì 4 triệu. Rồi, số 5 là một cây linh sam nha anh em. Số 5 bông tím hàng riêng luôn nha. Riêng sam này linh sam song hình ha. Song hình siêu bọc. Siêu vòng. Rồi dòng eo là 33. Tán rộng của nó là 62. Đang thời kỳ ra bông quá trời luôn ha anh Nam. Chiều cao là 38. Rồi quen vòng cho anh em mình coi luôn nha. Chào giá là 1,5 triệu nha anh em. 1,5 triệu. Mang mã số 5. Rồi, số 6. Số 6 cũng là cây mai chứng thủy luôn nha anh em. Cũng là lá lớn da đen luôn nha. Lớn da đen. Rồi, dòng đế của nó là 63. Dòng eo là 27. Tán rộng là 62. Chiều cao là 53. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Rồi chào giá là 4 triệu nha anh em. Mang mã số 6. Số 6. Rồi số 7 cũng là mai chứng thủy luôn nha anh em. Hôm nay cái lô này mai chứng thủy rất nhiều, nó lớn không? Nó lớn và đen. Nó lớn và đen không? Mà nó hình như na ná nhau không? Giống, đúng rồi. Giống y. Cái lô này giống giống nhau. Rồi, dòng đế của nó là 56. Dòng eo là 22. Tán rộng là 56. Chiều cao là 50. Rồi, quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Rồi chào giá là 3 triệu nha anh em. Mang mã số 7. Số 7 hả? Số 7. Số 7 rồi 3 triệu. Tới nữa cũng là mai chứng thủy luôn nha anh em. Nó lớn da đen. Nó rậm nó khít luôn nè ha. Các bạn thấy cái da đen cái lá nó xanh đậm ha. Nó xanh đen. Nó xanh lá nó mướt rất là mướt lắm. Có những cái mai chú thủy các bạn nhìn trăm cái nào trăm cái lá nó hơi vàng vàng á, lá nó xanh vàng. Rồi dòng đế nó là 80. Dòng eo nó là 23. Tán rộng là 62. Chiều cao là 55. Rồi quen vòng cho anh em mình coi luôn nha. Này vô cái chậu mỏng dánh luôn ha. Rất là đẹp luôn. Cái này là về là chơi là giờ khỏi cần làm chậu gì nữa ha. Rồi chào giá là 4 triệu nha anh em. Mang mã số 8. Rồi để đi. Số 8. Rồi số 9 cũng là mai chứng thủy luôn nha anh em. Lá lớn da đen trên này dán chật luôn, nu luôn nha anh em. Nu. Này nu nó đang em nó nổi quá trời luôn nè. Nu da đen.
nuôi da đen đã lớn. Rồi, dòng heo của nó là 40, tán rộng là 63, chiều cao là 55. Rồi, quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Chào giá là 3,5 triệu nha anh em. Mang mã số. Số 9. Rồi, tới miếng luôn năm ơi. Rồi, tiếp tục chúng ta tiến sâu vào cái khu vườn bên trong. Ta tiến sâu vào bên trong. Tiến sâu vào bên trong. Càng vào trong càng thấy thoải mái hơn. À, nó tiến sâu vào bên trong hả? À. Tấn công lòng địch. Rồi, cũng là cây ba chương thủy, lá lớn da đen luôn nha anh em. Rồi, dòng heo là 25. Này lá này vừa về lạc lá là ok, ham lá nó già rồi. Lá nó già lá. Tán rộng của nó là 59. Chiều cao của nó là 53. Rồi, quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi, chào giá là 2,7 triệu nha anh em. 2,7 triệu. Mang mã số. Các bạn thân mến, nếu mà trồng ở vùng khí hậu mà nóng, mai chú thị nó nở quanh năm các bạn. Các bạn chỉ cần thái lá, nó sau một tháng là nó nở lại. Đã chú ý các bạn chưa tết thì các bạn thái lá, à, các bạn coi tàn là cái tầm đầu tháng 12 âm lịch ha. Rồi, 11 cũng là cây mai chú thị luôn nha anh em. Rồi, này con lùng nó lùng nó lùng lực. Lùng lực nè. Lùng lực. Lùng mà lối nè. Rồi, dòng đế của nó là 78. Dòng heo của nó là 37. Tán rộng là 58. Chiều cao là 28. Rồi, quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi, chào giá cũng là 4 triệu nha anh em. 4 triệu. Mang mã số 11. Các bạn lưu ý lô hàng được báo giá vào ngày 23 tháng 12. Mọi liên lạc các bạn gọi cho Hậu theo số điện thoại là 0932696239. Và bây giờ chúng ta tiếp tục chia sẻ với các bạn. Em mang mã số 12, cũng là mai chú thủy 12, nuôi da đen lá lớn. Cũng là mai chú thủy nuôi da đen lá lớn luôn nha anh em. Hậu sao nó khóa chứ mai chú thủy thế. Này cái vườn này nó làm cho nó phong thủy không? Phong thủy nó, phong thủy nó với tốt này. Về mai chứng thủy thì sao? Cái loại này mà ăn được phải không? Ăn được, ăn nên lòng ra. Dòng đế của nó là 65. Dòng heo của nó là 35. Án rộng của nó là 66. Chiều cao của nó là 45. Nói chung mà mình làm cái gì làm nó có duyên với cái đúng cây rồi, đó anh mình, đúng rồi, mình có duyên với cái mặt hàng nào cái đó, đó mình làm dễ làm ăn. Nó cũng dễ hơn hay sao. Cũng có một số mặt hàng khi mà mình mua về mình kinh doanh mặt hàng đó là không được ha. À. Người khác ta kinh doanh được mình. Chào giá là 3 triệu nha anh em. Mang mã số 12. Giống như anh Năm có duyên với cầm máy là phải không? Không. Buông máy không có làm được cái gì. Đúng rồi. Có duyên với camera. Làm gì nó có duyên cái đó ha. Ừ, có duyên với cái đó, buông cái đó ra không có làm được gì hết. Giờ anh buông máy là anh không có làm gì được hả? Ờ, không có làm gì được, không có làm gì được. Chỉ nghĩ chưa buông máy là anh làm không được hả? Hết hơi rồi. Già rồi làm gì nữa? Già là mình làm cái tuổi già. Già làm theo già hả? Trẻ thấy không, trẻ ta còn khiêm nặng thì ta làm theo cái này. Trẻ hả? À. Già thì làm theo tuổi già phải không? Già thì làm theo cái già. Tuổi già đừng có hàm hố ha. Dòng heo của nó là 38. Này ra bông quá trời cả năm. Ra bông quá trời. Ra bông cứ vậy là ra bông chơi. Tán rộng là 63. Chiều cao nó là 40. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi, chào giá là 4 triệu nha anh em. 4 triệu. Mang mã số 13.
Rồi. 14, 14. 14 thay đổi lại là không khí mới, là một cây kim quýt nha anh em. Cây kim quýt, quốc tịch. Quốc tịch Việt Nam. Tôn giáo thì không. Số tiền thì có nha anh em. Số tiền phải có chứ. Rồi dòng éo là 20. Án rộng là 58. Chiều cao của nó là 45. Này vô trồng nhỏ là chút đẹp. À, chào giá là 1,5 triệu nha anh em. Mang mã số 14. 1,5 triệu. 1,5 triệu. Chuyển đi là mình bó bầu hả? Cái này chuyển bó bầu anh em ơi. Thường là bó bầu, còn anh em là muốn lấy chậu thì nó nói mình. Những cái chậu nào mình giao, thường là chậu mũ thì mình hay giao chậu. Còn mấy chậu sạch này nặng. Đóng thùng, một là nó nặng, tiền ship nó cao, hai nữa là đi nó vận chuyển hay bể chậu. Thà nhà mình nhỏ mình bó là đàng hoàng, còn đi dọc đường nó bể nó chậu ra là cây nó dễ bị si, bể chậu nó bể rớt bầu rớt đất á anh em. Rồi tới nữa là một cây nguyệt quế luôn nha anh em. Nguyệt quế dòng eo của nó là 30, tán rộng của nó là 71, chiều cao cũng là 71. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Chào giá là 2 triệu nha anh em. Nãy giờ có nói gì quá lời không hậu? Không có gì anh em. Rồi chào giá 2 triệu nha anh em. Hậu biết ý. Mang mã số 15. Nãy giờ mình mua bán rồi mình nói thêm mua bán thôi năm ơi. Đâu có nói gì. Đâu có nói gì mà hoài cái này nó lĩnh vực đó đâu. Mình chỉ nói cây này là giá nhiêu, cây kia giá nhiêu vậy thôi. Okay. Dòng heo cây này là nhiêu vậy thôi anh năm ơi. Không ngoan ghê. Ngoan như thi màu. Nói cười khi nghe nó rớt chậu sao vô chân nó mất công, không làm không có mà ngăn gì được á. Rồi tới nữa là một cây trực luôn nha anh em. Rồi dòng eo là 26, tán rộng của nó là 66, chiều cao là 73. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá là 1,5 triệu nha anh em. 1,5 triệu. Mang mã số 16. Rồi 17 trở lại là linh sam luôn nha anh em. Số 17 là tím luôn nha, hàng riêng không ghép luôn nha anh em. Rồi dòng eo của nó là 33, tán rộng của nó là 56, chiều cao là 52, đang thời kỳ ra bông luôn nha anh em. Rồi chào giá cũng là 1,5 triệu luôn nha anh em. Rồi mang mã số 17. Cũng là cây nguyệt quế luôn nha anh em. 18 nguyệt quế, gốc rất là lực. Rồi dòng eo nó là 29, đang thời kỳ ra bông luôn anh em ơi. Tán rộng của nó là 69, chiều cao của nó là 58. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá là 2 triệu nha anh em. Mang mã số 18.
19 trở lại là Linh Sam luôn nha anh em. Hàng riêng bông tím luôn nha. Đang thời kỳ ra bông luôn nha anh em. Dòng đế chỗ này ha. Dòng đế là 30. Tán rộng là 66. Chiều cao của nó 46. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Rồi chào giá là 1.2 triệu nha anh em. Mang mã số 19. Rồi giá là 1.2 triệu. 1.2 triệu. Rồi tới luôn năm ơi. Rồi 20. Cũng là cây mai chính thủy luôn nha anh em. Lá lớn luôn nha. Dòng eo của nó là 32. Tán rộng của nó là 57. Chiều cao của nó là 52. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Rồi chào giá cũng là 2.7 triệu luôn nha anh em. Mang mã số. Rồi 21 là một cây bông trang trắng luôn nha anh em. Trắng trắng. Rồi đưa mặt tiền hướng này. Ok ok dừng lại. Trang trắng này có thể các bạn đi dây kẽm đi bonsai được ha. Cái này đi bonsai là được anh. Đi bonsai là ok luôn các bạn. Nó có cái phồng cây, nó có cái kiểu dáng sẵn rồi. Đây đo dùng đế của nó này. Ít gặp bông trang trắng mà cái tá nhỏ vậy hậu nha. Rồi dòng eo nó là 13. Đa số bông trang trắng nó lớn nhiều. Tán rộng của nó là 48. Chiều cao của nó là 42. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Ông rồi, chào giá là 700 ngàn nha anh em. 700 ngàn. Mang mã số 21. 700 ngàn nha anh em. Này gì các bạn đánh bằng sai đẹp. Rồi 22 trở lại là một cây linh sam luôn nha anh em. Bông tím luôn nha. Hàng riêng không ghép luôn nha anh em. Trời này để xem mà nói nha. Nhăn nhăn cái cây nè. Gần quá nó đụng cây á năm. Nó bị chèn. Chèn cây. Chỉnh sơ lại là nó gọn cây nè. Rồi dòng eo nó là 23. Tán rộng của nó là 45. Chiều cao của nó là 38. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Chào giá là 1.2 triệu nha anh em. Mang mã số 22. 1.2 triệu. Hai mươi ba là một cây nhiệt quế luôn nha anh em. Lá xoắn bông chùm. Lá xoắn bông chùm đang thời kỳ ra bông luôn nha anh em. Thì nhú nụ nè các bạn. Dòng eo là 27. Tán rộng là 77. Chiều cao của nó là 53. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Rồi chào giá là 1.5 triệu luôn nha anh em. 1.5 triệu. Mang mã số 23. Các bạn thân mến, lô hàng được chào giá vào ngày 23 tháng 12. Mọi liên lạc các bạn vui lòng gọi cho Hậu theo số điện thoại là 0932696239. Và bây giờ chúng ta rồi, tiếp tục luôn, tiếp tục mang mã số mấy đây. 24. 24 là một cây nguyệt quế luôn nha anh em. Quế này cái đế đẹp hả năm. Nguyệt quế nó kêu nguyệt quế. Đế nó cũng ok rồi. Tàn nó chỉ dần dày mâm mới nữa là ok ha. Rồi dòng eo là 35. Tán rộng là
66. Chiều cao là cũng là 56. Rồi quay vòng cho anh em mình coi nha. Rồi chào giá là 2 triệu nha anh em. Chào giá là 2 triệu. Mang mã số 24. Rồi 25. Trở lại là một cái linh sam luôn nha anh em. Bận tím luôn nha. Hàng liên không ghép luôn. Rồi dòng eo của nó là 31. Tán rộng của nó là 58. Chiều cao của nó là 44. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Chào giá là 1.3 triệu nha anh em. Mang mã số 25. 1.3 triệu. 1.300.000. Rồi 26. Trở lại một cây quyệt quế luôn nha anh em. 26 là cây quyệt quế. Gốc rất là lực. Lực luôn. Rồi dòng eo là 36. Tán rộng là 55. Chiều cao là 51. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Rồi chào giá là 1.5 triệu luôn nha anh em. 1.5 triệu. Mang mã số 26. Một cây mai chứng thủy luôn nha anh em. Chứng thủy, mai chứng thủy, lá lớn. Lá lớn luôn, da đen luôn. Này có cây tử nha, này đo trên cây tử dòng eo của nó là 30. Tán rộng của nó là 60. Chiều cao của nó là 33. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Rồi chào giá là 3.5 triệu luôn nha anh em. Mang mã số. Hai mươi tám. Trở lại là một cây linh sam luôn nha anh em. Bông tím luôn nha. Linh sam ra bông thêm mây. Sáng của nó là dần. Đó là 86 hộp gạo. Này là lá rí á nè. Lá rí hả? À. Lá rí 86 hả? Tâm hả? Lá rí khác, 86 khác. 86 nó nhỏ hơn lá rí. Mà nó khít hơn, lá nó khít hơn. Còn hạt gạo nữa, hạt nhỏ gạo nữa. Xíu, có hạt tắm không? Có. Dòng eo là 25. Có hạt gạo với có hạt tắm. Nó cũng nhiều, giống lắm anh em ơi. Rồi, tán rộng của nó là 60. Chiều cao của nó là 47. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Rồi chào giá là 1.5 triệu luôn nha anh em. Mang mã số mấy đây? Mang mã số 28. Rồi một cây cuối cùng 29 lấy hơn. Cây cuối cùng là 29 hả anh? Ờ đúng rồi, lấy số 29. 29 là số tốt không? Đúng rồi, số tốt, số phong thủy á. Số phong thủy không? Rồi, còn quá trời luôn đó năm. Ờ quá trời đấy, hẹn Kỳ sau quay tiếp hả năm. Các bạn thân mến, em số 29 là em cuối cùng trong clip được chào giá vào ngày 23 tháng 12. Hậu báo cáo thông số. Rồi dòng eo của mẹ con cái này là 44. Dòng eo cái mẹ nó là 30. Tán rộng của nó là 73. Chiều cao của nó là 68. Rồi quay vòng cho anh em mình coi luôn nha. Quay từ từ. Rồi là cũng là cây này là cây cuối cùng của clip này luôn nha anh em. Các bạn thân mến, em số 29 cũng là em cuối cùng trong chương trình báo giá ngày hôm nay.
Chào giá là 4 triệu. Được chào giá là 4 triệu và cũng là kết thúc chương trình năm thu, cũng là xin nói lời chia tay với các bạn. Rất rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì chấp like, nhấn chuông. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được từ năm thu những video mới nhất các bạn ha. Hậu ơi, Hậu, à, chúng ta phải nói là chia tay với cô bác chị thôi. Rồi, chào 5 nhân 5. Rồi, chào tất tiền. Cả các anh em mình hết nha không? Hậu. Quay mặt tiền. Rồi. Mình chúc các anh em mình là dồi dào sức khỏe đi. Có sức khỏe sẽ thành công tất cả. Mình cũng mong các anh em mình ủng hộ clip này cũng như là ủng hộ mấy clip vừa qua. Thành thật mình cảm ơn mấy anh em nhiều lắm nha. Rồi, cảm ơn thêm nữa không? Rồi, cảm ơn nữa anh em mình nữa. Rồi, thôi, bye bye các bạn yêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp. Lần này là lo.